Những sai lầm về mụn và cách giảm mụn không phải AI cũng biết. Nguyên nhân hình thành mụn, thường xuyên sờ tay lên mặt. Hàng ngày, bàn tay của chúng ta tiếp xúc với vô số đồ vật khác nhau mà không được vệ sinh thường xuyên. Nếu cho tay nhiều lên mặt sẽ khiến vi khuẩn có cơ hội bám lại và trú ngụ, làm gia tăng nguy cơ mọc mụn. Ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, chế độ ăn thiếu khoa học, quá cay nóng hoặc dầu mỡ mà bạn tiêu thụ hàng ngày cũng là một trong những tác nhân chính khiến mụn mọc lên nhiều hơn. Hơn nữa, những thực phẩm này khi ăn nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Thường xuyên thức khuya. Thức khuya trong thời gian dài khiến cơ thể bạn bị suy giảm sức đề kháng, mệt mỏi, thiếu sức sống, da tái nhợt và đen sạm. Không những vậy, đây cũng là một trong các thói quen gây mụn mà nhiều người hay mắc phải. Tổng hợp những sai lầm khi điều trị mụn thường gặp, bạn có thắc mắc vì sao mình nghiêm túc loại bỏ trong một thời gian dài thế nhưng tình trạng mụn vẫn không thuyên giảm? Rất có thể bạn đang mắc phải những sai lầm dưới đây. Thiếu kiên nhẫn. Đây là sai lầm khi điều trị mụn mà có đến 90% người bị mụn mắc phải. Chính bởi quá nôn nóng muốn đánh bay nốt mụn xấu xí ra khỏi mặt nhanh chóng nên nhiều người quên rằng da cũng cần có thời gian để làm quen, tiếp nhận dần những sản phẩm loại bỏ. Đôi khi, việc lựa chọn những sản phẩm cải thiện không phù hợp với làn da gây nên hiện tượng kích ứng khiến cho tình trạng mụn trông tồi tệ hơn và càng khó chữa. Ngừng dùng thuốc cải thiện ngay khi vừa khỏi mụn. Nhiều người chủ quan thấy da mình đã không còn nốt mụn nên ngừng dùng thuốc cải thiện. Việc làm này rất sai lầm vì mụn vẫn có thể quay lại trong vòng 4 đến 8 tuần tiếp theo. Do đó, nếu muốn sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng, bạn cần phải thật kiên trì cũng như sáng suốt trong cách chọn sản phẩm phù hợp với da mình để mang lại hiệu quả tối đa. Rửa mặt quá nhiều. Mụn mọc là do tình trạng bít tắc lỗ chân lông hay nội tiết tố bên trong, khiến bã nhờn bị tích tụ lại. Chính vì thế, dù bạn có tăng tần suất rửa mặt thì cũng không có tác dụng mà ngược lại khiến cho da bị tổn thương, càng dễ phát triển mụn trứng cá. Việc bạn nên làm là chọn sửa rửa mặt cho da mụn chuyên dụng và sử dụng 2 lần ngày. Sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng một lúc. Phần lớn mọi người thường mách nhau những loại mỹ phẩm trị mụn, nhưng đôi khi sản phẩm đó không hợp với làn da và bạn sẽ chuyển sang sử dụng các sản phẩm mới. Hậu quả thấy rõ là da bị quá tải, hiện tượng kích ứng xuất hiện khiến da trở nên mẫn cảm và các nốt mụn viêm sưng to hơn. Biện pháp hữu hiệu nhằm giảm mụn, bỏ tay ra khỏi mặt. Tất cả các bác sĩ da liễu đều đồng ý rằng bạn không bao giờ được tự ý nặn mụn. Chúng tôi xin nhắc lại, đừng lấy mụn của bạn. Dojit Jay, MJ, một bác sĩ da liễu ở Người Yêu Cũ và là tác giả của 100 câu hỏi và trả lời, cảnh báo. Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng hãy nhớ rằng một khi bạn đã nặn mụn, sẽ mất nhiều thời gian để chữa lành hơn và có nhiều khả năng để lại sẹo hơn. Về mụn trứng cá, và các trận da khác cũng đồng ý như vậy, đặc biệt là khi cố gắng loại bỏ mụn qua đêm. Do Hone, MJ, giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và âm lâm sàng về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai, Người Yêu Cũ nói, dù bạn làm gì, đừng nặn mụn trước khi đi ngủ. Khi bạn mệt mỏi, bạn chắc chắn sẽ gây ra nhiều tác hại hơn là có lợi. Hãy tin tưởng chúng tôi về điều này. Đọc kỹ khi nói đến biện pháp khắc phục tại nhà. Mặc dù kem đánh răng, nước cốt chanh và thậm chí Inze đã được coi là những phương pháp trị mụn tại nhà tuyệt vời, nhưng các bác sĩ da liễu lại khuyên bạn không nên làm như vậy, bỏ qua các bản sửa lỗi tự làm. Tiến sĩ Ne giải thích, kem đánh răng theo truyền thống có chứa một thành phần gọi là triclosan, có đặc tính kháng khuẩn và người ta cho rằng nó giúp giảm mức độ vi khuẩn gây mụn để giảm viêm và điều trị mụn. Vì triclosan được biết đến là nguyên nhân gây dị ứng da, nó đã bị loại bỏ khỏi hầu hết các loại kem đánh răng, vì vậy chúng không còn hữu ích trong việc điều trị mụn trứng cá. Tiến sĩ Jay cho biết thêm, nước chanh cũng gây kích ứng và không ảnh hưởng gì đến mụn. Inze tốt, đó là nước lau kính, không để nước rửa kính lên mặt. Tiến sĩ Ne cho biết một cách để loại bỏ mụn nhọt một cách tự nhiên là thoa tinh dầu trà, có thể giúp giảm viêm và giảm mức độ vi khuẩn gây mụn. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên thoa nó khi chưa pha loãng lên da, vì nó có thể gây kích ứng. Đắp một miếng gạc ấm. Margit Talali, MJ, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận tại Dermatology Group ở Arkansas, NG cho biết, nhiệt là một cách siêu đơn giản để làm dịu da nếu bạn cảm thấy mụn xuất hiện. Cô giải thích, sử dụng một miếng gạc ấm hoặc hơi nước để đưa mọi thứ lên bề mặt. Ngoài ra, bạn có thể dùng một miếng gạc lạnh để làm giảm vết sưng tấy của một nốt mụn đặc biệt lớn và gây đau đớn. Sử dụng sản phẩm trị mụn. Ngoài việc luôn rửa sạch lớp trang điểm vào ban đêm, sử dụng kem dưỡng ẩm phù hợp với loại da của bạn và giữ ngón tay tránh xa da mặt. Bạn có thể sử dụng phương pháp điều trị tại chỗ để loại bỏ mụn cứng đầu khi chúng nổi lên. Các thành phần cần chú ý: Benpezoxyze để tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, axit salicylic giúp tẩy tế bào chết và làm thông thoáng lỗ chân lông, retinoid để giúp thúc đẩy sự thay đổi của tế bào, thúc đẩy tế bào rụng và ngăn chặn chúng khỏi tắc nghẽn. Mặc dù không có cách nào để loại bỏ mụn nhanh trong vòng 5 phút, ngoài việc giấu nó dưới lớp trang điểm, tiến sĩ Ne khuyên bạn nên điều trị ngay lập tức bằng benpezoxyze hoặc kem hydrocortisone 1% không kê đơn để giảm viêm. Ông nói, mụn có thể có dấu hiệu cải thiện trong 1 giờ. Rửa mặt thường xuyên.
các tuyến dầu của bạn hoạt động cả ngày, tiến sĩ Ne giải thích. Khi dầu đó kết hợp với bụi bẩn, lớp trang điểm và ô nhiễm, nó có thể trở thành công thức dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông và các vết thâm. Ông nói, mồ hôi trộn với bụi bẩn và dầu có thể bị kẹt dưới quần áo tập luyện ướt, có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng bùng phát. Tiến sĩ Ne nói, nếu bạn không thể tắm toàn bộ, ít nhất hãy sử dụng khăn tắm làm sạch da. Như người chiến thắng giải thưởng đột phá Good Housekeeping Beauty và người giữ dấu hiệu Olay Daily Fa. Hãy thử một sản phẩm có axit salicylic. Nếu tình trạng nổi mụn thường xuyên và bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải chiến đấu với chúng, bạn có thể cân nhắc chuyển đổi thói quen chăm sóc da của mình. Hãy chọn loại sữa rửa mặt có chứa axit salicylic mà bạn có thể mua không cần kê đơn. Tiến sĩ Tezezo khuyến nghị, những người có làn da bị mụn trứng cá cũng có thể cần một chất làm se để tẩy nhờn trên da. Tôi thích axit salicylic hoặc glycol vì chúng cũng có thể giúp làm mờ sẹo có thể xảy ra. Trang điểm nhẹ nhàng. Các sản phẩm làm đẹp là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành. Và thật không may, việc trang điểm đậm để che đi khuyết điểm sẽ không làm chúng biến mất. Tiến sĩ Pezezo khuyến cáo, hãy sử dụng trang điểm khoáng trên da của bạn hơn là các sản phẩm chứa dầu có thể góp phần gây ra mụn. Tốt hơn hết, hãy hoàn toàn không trang điểm trong vài ngày. Đó có thể chỉ là khoảng thời gian mà làn da của bạn cần được làm sạch nhanh chóng. Điều chỉnh chế độ ăn uống của bạn. Mặc dù người ta khuyên bạn nên thận trọng với các phương pháp điều trị tại nhà, nhưng vẫn có những cách để loại bỏ mụn mà không cần sản phẩm. Tiến sĩ Ne cho biết, vì mụn trứng cá là do sự kết hợp giữa di truyền và môi trường của bạn, các yếu tố như biến động nội tiết tố, căng thẳng và chế độ ăn uống có thể gây ra mụn. Hãy tuân thủ chế độ ăn ít đường và tránh sữa bò và whey protein, vì chúng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá và cố gắng giảm thiểu căng thẳng theo cách bạn có thể, chẳng hạn như thực hành như thiền hoặc yoga, ông khuyên.